sáng 7 tháng 12 năm 2013, hòa chung với tuổi trẻ cả nước, Ban Liên lạc Đồng hương Sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội đã tham gia Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2013. Chương trình năm nay do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Tình nguyện Nguồn lực Việt Nam phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức diễn ra tại Công viên Thống nhất Hà Nội. Ngày hội là sân chơi bổ ích dành cho các bạn sinh viên, thanh niên, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi những kỹ năng tình nguyện. Không những vậy, ngày hội còn là nơi tôn vinh các tổ chức, các câu lạc bộ, các đội, hội, nhóm tình nguyện đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thủ đô, giao lưu với các gương mặt tình nguyện và các đại sứ khách mời tiêu biểu. Ngày hội có các hoạt động ý nghĩa như cuộc thi vẽ tranh, tôi là học sinh, tôi là tình nguyện viên, cây thông điệp, nếu bạn là tình nguyện viên, bạn sẽ làm gì, và nhiều hoạt động thiết thực khác. Tham gia ngày hội, Ban Liên lạc Đồng hương Sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động giao lưu quảng bá. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc đặt bàn cho chương trình Đông ấm xứ Thanh, một chương trình thường niên của Ban Liên lạc. Bằng thông điệp mang yêu thương về với bản làng, các bạn sinh viên tình nguyện Thanh Hóa đã làm nên những chiếc móc chìa khóa, những chiếc áo in hình trái tim đông ấm và những bức thư pháp đẹp mắt nhằm gây quỹ cho chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem. Họ ủng hộ cũng được đặt trực tiếp ở gian hàng để đón nhận những tấm lòng hảo tâm sẻ chia cùng chương trình. Ngay khi đông ấm xứ Thanh kết thúc, tất cả đồ dùng ủng hộ cũng như số tiền quyên góp được sẽ được chuyển nhanh nhất về huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, địa phương được đông ấm xứ Thanh năm 2013 chọn làm điểm đến. Hy vọng rằng bằng sức trẻ, nhiệt huyết của mình, các bạn sinh viên tình nguyện nói chung và sinh viên Thanh Hóa nói riêng sẽ hoàn thành thật tốt sứ mệnh của mình, mang một cái Tết ấm về với vùng cao.